Gamen một pha nhảy xuống chơi khô máu, tay chơi thể hiện độ gấu của mình. Đúng như câu chuyện ở Cycle Cây mấy hôm chúng ta vừa đọc. Bắn tốt này, nam thần gặp nguy hiểm. Đẩy trái, rất tốt. Có một thành viên phía xa chúng ta nhìn thấy, đó là Sĩ Kẹo. Rất thông minh, quyết định hoàn toàn là chính xác. Nam thần nằm xuống lúc này, 4-2 nhảy xuống từ bên phía dưới chuất. Mình bắn đối rồi, no pro. Có pha cái nhắc thành công, chỉ có một thành viên thôi. Đã xong chưa? Và chiến thắng dành cho team của Sĩ Kẹo, một trong những team mà mặc dù gặp một chút cái khó khăn ở giai đoạn đầu nhưng họ đã có pha xử lý tình huống tốt. Và trận đấu tiếp theo sẽ là một round nữa, team Melody Game và Sĩ Kẹo. Hiện tại thì cả hai team đang trải dài, đây là một map lợi thế từ chiến sẽ dành cho team chia nhà L, gần nhà L hơn. Theo tôi biết là như vậy, một số người nói với tôi là như vậy. Nhưng họ đã sát nhà cũ rồi. Cái team chia ra hai nhánh bắn rất nhiều, và lúc này thì Akumi gặp phải vấn đề rồi, chạy mà thôi, vậy thì không có một headshot nào, chuyển nhanh đẩy ra một đấu hai không thành công, mất không quá nhiều máu. Tay chơi bên kia em có vẻ không tốt lắm, 50/200. Phú Sang nằm xuống rồi, chưa có đấu hiệu cứu. Phú Sang đã phải nằm xuống, 4-3 kẹo và bất lợi. Kẹo cũng đã phải nằm xuống, bắn rất tốt từ bên phía của dưới chót. Double kill dành cho Dế Chuất. Đồng đội gặp hiểm, lúc này 4-3. Gaomen phải làm gì đây? Anh ta đã cố gắng hết sức rồi, nhảy ra ngoài không thành công. Dế Chuất đang cố gắng tìm đối phương. Thấy rồi, chiến thắng round đầu tiên dành cho bên phía của team Melody Game. Lúc này tôi nghĩ là team bên kia chắc là cũng hoàn toàn có thể lên đồ chiến tiếp, hoặc là các bạn hoàn toàn có thể gọi là dùng chiến thuật đó là Echo, tức là không cần mua gì. Đó là một cái chiến thuật là các bạn lao ra vào ngoài vòng bo và chết luôn để cho cái round sau nó nhanh hơn. Nhưng tôi đang thấy động thái là họ sẽ chiến ở round này luôn. Thậm chí nếu họ tự tin với khẩu lục của mình thì họ hoàn toàn có thể làm nên phép màu. SK Sĩ Kẹo. Team Sĩ Kẹo đang cố gắng có được chỉ điểm từ xa. Họ biết được điểm yếu của mình, đó chính là việc không thể nào mà có lợi thế tự tin tấn công vòng được với những khẩu thôm sơn to thế kia. Cầm cái đuôi súng vả vào đầu cũng đã chết rồi, phải bắn nhau nữa. Mặc dù chiến thắng trận đầu tiên nhưng đi game cũng đang có những bước di chuyển chậm chắc. Cù lì. Đây là khẩu súng lục mạnh nhất trong game các bạn, vẩy vào đầu một cái là tươm tắt luôn. Chàng trai với mái tóc trắng, tay lửa, ác chiến. Đây là màn hình tổng. Ta đang thấy họ mặc dù là chân súng nhưng cũng rất chắc, một khẩu MP5, UMP. Một khẩu thôm sơn, một khẩu AK, một khẩu thôm sơn, AK sẽ những việc bắn từ xa, hai thôm sơn. Rất chắc, lúc này trời vòng bo này. Các bạn nên nhớ rằng cái căn nhà này là căn nhà mà nó hơi lệch ở bên trái một chút, cho nên cái vị trí của Gaomen mới là vị trí quan trọng. Chúng ta chờ động thái. Liệu là bên phía của SK Team có làm được phép màu giống như những gì mà bên phía của những người bạn làm ở trận đấu trước không? Chỉ vì ở mà thôi, rất chắc chắn. Có mạng nằm xuống rồi, đó là Lawman. Rất khó chịu cái khẩu lục này, cứu vẫn kịp 2 giây. Cứu được rồi, có bơm máu không? Rất khó, các bạn nên nhớ là cứu trong Free Fire là nó sẽ dậy ngay. Bắn tốt từ Dế Chuất nhưng nó chưa đủ. Quay từ Dế Chuất, vòng bò càng sát, họ kéo công mà thôi. Bom keo để đẩy lên, rất thông minh, súng to có lợi. Nhưng chúng ta vẫn chưa nói trước điều gì nha. Hai bên trên lục đang tỏ ra biết chơi bên phía của Unknown Pro. Why? Pha 7 lục là tinh tế, có đầu liên tục. Dế Chuất bắn rất chắc, rất khó chịu, rất khó chịu, bo rồi, quá đau. Bơm máu chăng, bất ngờ. Chiến thắng dành cho đi game. Một pha xử lý hơi bất ngờ. Cái team của Sĩ Kẹo mặc dù đã có những pha 7 lục thành công. Đang rồi, lúc này thì người nhiều tiền, người ít tiền, họ sẽ gặp một chuỗi thua. Trong khi đó thì đi game còn rất nhiều tiền ở trên màn hình. Các bạn có nhìn thấy số tiền ở tiêu ở phía trên. Họ có nết, có máu, có bom keo, rất nhiều thứ. Trong cái bên kia thì trang bị thậm chí là giáp và mũ không có nữa. Họ chỉ có thể mua súng nữa thôi. Tôi nghĩ là cái phương án lên đồ ở round 2 sau khi thua round 1 là một phương án hơi sai lầm. Được ăn cả và ngã được không?
mà tỷ lệ ngã về không là nhiều hơn đúng không ạ? Ui bom có bom keo nhưng chỉ cần là phải hot đấy, bắn tốt thì chưa đủ. Akuli nằm xuống, Kamen bắn rất tốt, phá bom keo liên tục. Undopro phải bơm máu, quan trọng là chiếm khu thực ba đây. Kamen có một mạng rồi, căng rồi. Tôi thấy là đi game đang có cửa thắng rất lớn ở cái round nhỏ này. Lối đi nào đây? Hai cái bom keo đặt tới bóp, hơi tự tay bóp với. Họ chia người khá là thông minh. Một người ở dưới, đó là Nam Thần. Phía xa là Dế Chót, ở hai người trên cao là Kamen và Meo. Bao nhiêu bom keo đủ đến tơ này? Họ có lẽ là sẽ phải thua ra là thôi. Nết được nhà liên tục. Kamen một pha nhảy xuống chơi khô máu, tay chơi thể hiện độ gấu của mình. Đúng như câu chuyện ở Cycle Cây mấy hôm chúng ta vừa đọc. Bắn tốt này, Nam Thần gặp nguy hiểm. Đẩy trái, rất tốt. Có một thành viên phía xa chúng ta nhìn thấy, đó là Chí Kẹo. Rất thông minh. Họ vẫn có khả năng bật lật kèo đây. 2-2 thì không đùa được. Mặc dù không có quá nhiều tiền nhưng họ định là lấy máu của mình làm điểm tựa. Chí Kẹo đẩy lên. Chí Kẹo là một quê tờ Defy có lẽ là quá quen thuộc. Di chuyển rất thông minh nhưng không còn máu. Để sử dụng nội tài của Alok để hồi máu. Chứ lúc nào mà nghèo nàn khó khăn đến lúc này. Nhưng trong cái khó thì ló cái may. Có ló khôn không? 1-2. Không, đó là 2-2. Cu sang và Chí Kẹo. Đây cái cầm một khẩu AL-94. Rất khó cu sang ở vị trí này, rất khó. Rồi xong Chí Kẹo rồi, Chí Kẹo ôm bụng rồi, một mình cu sang mà thôi. Không làm được gì. Cusang cầm cầu shotgun và bắt buộc anh ta phải tiếp cận. Và 1-1. Bên kia thì Mail cũng đã phải nằm xuống rồi. Dế Chót tay là Cusang đây. Bó vào, Dế Chót có lẽ là sẽ phải di chuyển đầu tiên. Nhảy vào, tấm cắt rất thành công. Vâng, quay. Mặc dù là nghèo hơn đối phương nhưng mà nỗ lực vượt khó vượt nghèo, trồng cây gây rừng, nuôi cá, trồng rau đã thành công dành cho team Sĩ Kẹo. Ở cái map đấu này thì các bạn phải chú ý rằng là ở mái nhà sẽ là khu vực mà chúng ta sẽ có lợi thế. Nhưng hiện tại thì vẫn chưa thấy. Cú sang một cú đánh libero cánh trái. Đây sẽ điểm tựa rất tốt dành cho team. Kaman lên mái rồi nhưng khẩu súng đó là khẩu súng mà không bắn xa quá là mạnh mẽ. Họ sẽ chờ bò. Đây là chiến thuật chắc chắn là như vậy. Lúc này vẫn chờ phòng bò. Cú sang có lẽ cũng sẽ phải tiến vào khu trung tâm sớm thôi. Ở round này tôi tin chắc rằng game thủ nào cũng đã có được cho mình bom keo rồi. Khá là bất ngờ. Chúng ta đổi cái góc nhìn của thanh niên trên mái xem sao. Đây. Đây là góc nhìn mà bảo toàn được cái phạm vi trích tầm nhìn. Cusang cần phải đứng khéo hơn, cẩn thận không bị lộ. Bên kia thì Cusang là thành viên có được mũ 2 giáp 3, nhưng những người còn lại đều không có mũ giáp gì cả. Đã biết tầm nhìn Cusang rồi, anh ta phải di chuyển thôi. Và đó là 1-1. Một đồng bột, Dế Chót chết trong nhà, Hồng Đốc trong nhà, cứu thành công. Bên kia thì Dế Chót chạy vào nhưng không đủ, Kaman nằm xuống. Chúng ta đến với Cam Tổng, nhảy ra ngoài bắn rồi. Nguy hiểm dành cho bên phía của Nam Thần, Nam Thần không nhảy ra được, kết tới trong cửa. Một pha xử lý tình huống rất bất ngờ của Nam Thần. Cú chấm hỏi to lớn đập thẳng vào mặt của anh. Pha xử lý có lẽ là rất bất ngờ, anh ta ở trong nhà vòng bò và không ra khỏi nhà kịp. Tình huống hơi hài hước một chút. Vòng đấu là 2-2. Đây là vòng 5/7. Chí Kẹo còn team Chí Kẹo còn khá nhiều tiền. Họ hoàn toàn có thể thêm nết hoặc là bom keo. Ở map thi đấu này thì ở xuất phát ở phía dưới sẽ bất lợi hơn một chút. Với góc nhìn thứ ba thì tầm nhìn sẽ lợi hơn ở những khu vực gọi là high ground. Quy định chung rõ ràng là trải người rất tinh tế. Từ bên phía của đi game, chúng ta về lại với Cam Tổng để kiểm tra xem là vậy là vòng bo sẽ bo lại ở khu vực cái xe mà gọi là bốc vác. Không biết là xe là xe chở hàng đấy các bạn. Ở giữa màn hình các bạn có thể nhìn thấy cái xe đó là cái xe mà gần những cái hộp màu kỳ. Vòng bo sẽ bo vào đó. Lợi thế sẽ dành cho Dế Chót và những người đồng đội của mình nhiều hơn. Mà tôi đang chờ một cú di chuyển bất ngờ từ Cu Lì với pha libero chăng.
Nam Thần đã có cú kè ở trên, Carmen thì đang hơi gần. Chí Kẹo có lẽ cũng phải di chuyển sớm mất rồi. Lúc này bom keo vào rồi, tôi chơi Culi bước di chuyển, chúng ta đổi ra màn hình Culi xem sao. Đây, Culi có lẽ là đang phải chờ ngay sát, người ta đánh lùi để có thể bám qua một container cùng Chí Kẹo. Carmen cũng cần phải có những bước di chuyển. Lúc này bò đang vào, check công nhìn thứ ba rất tinh tế. Đầu này có lẽ là chưa gội, nhưng bút keo là đủ. Gió thổi mà tóc còn không bay nữa. Carmen ép sát của một container. Lúc này tất đất là tất vàng, không khác gì đất quận 1 ở thành phố Hồ Chí Minh cả. Bom keo nết được ném ra rồi. Thanh niên quần đùi không quá phông. Bom keo dựng ra, Culi ngay gần đó. Carmen nguy hiểm, Culi nguy hiểm. Nửa mời bình, đứng lại bấm kít răng. Nết đâu, nết được nhả ra. Ném rất nhiều. Nam Thần cân phải ý, sai sót ở round trước làm cho team họ gặp bất lợi. Lợi thế dành cho team của D-Game. Hai nhưng chưa đủ. Bên kia cũng nằm hai người rồi, cứu được thành công. D-Game vẫn lợi, tiếp tục lợi thế. Chỉ còn hai rồi, 2-4. Nguy hiểm. Nguy hiểm cho team sẽ gặp, đẩy lên từ Nam Thần rất mạnh dạn, nhảy ra ngoài một pha vẩy thành công không. Khá thành công và họ có được cho mình chiến thắng. Round thứ 5, tỷ số là 3-2. Màn rượt đuổi với tỷ số gọi là bất ngờ. Và điều này đồng nghĩa việc team Sĩ Kẹo sẽ rất nghèo. Team kia thì không có gì ngoài điều kiện. Thậm chí là Mel và Nam Thần cũng đang bàn với nhau là có nên xây bể bơi không. Một team trang bị đầy đủ quần áo, mũ giáp. Culi đẩy vào, Libero rất thông minh. Nam Thần nghe thấy gì rồi? Dế chót, Mel và Nam Thần đã nghe thấy điều đó. Sĩ Kẹo và Unknown Pro cần phải đẩy lên, nết ném ra. Rất khó chịu. Culi thấy rồi. Nam Thần ở lưng, một pha xử lý tình huống rất sai lầm. Có bom keo để cứu, đẩy lên. Dế chót trên mài, dế chót sẽ phải đối đầu, đẩy vào từ Culi. Culi đấm vào cửa họ, quyết định quyết lên. Quyết định hoàn toàn là chính xác. Nam Thần nằm xuống lúc này, 4-2, nhảy xuống từ bên phía dế chót. Bắn đối rồi. No Pro có pha backup thành công, chỉ có một thành viên thôi. Đã xong chưa? Vậy là đã xong. 3-3, chiến thắng dành cho team của Sĩ Kẹo với pha vừa rồi. Rất bất ngờ, rất bất ngờ. Có vẻ như là lời nguyền của team Sĩ Kẹo là chỉ khi nghèo thì anh họ mới tỏa sáng được, họ mới phát huy được 100% sức mạnh. Khi giàu thì lại đúng là nghèo đang quen, giàu không có quen. Đậu mắm tôm quen rồi, chuyển sang tôm hùm xào me không có được. Đây là map đấu mà có lẽ là lợi thế dành cho D-Game một chút khi họ tiến đến vùng high ground nhanh hơn rất nhiều. Culi đâu? Tôi đang muốn xem màn hình của Culi. Đi sang A đây, họ cú đấm rất là chủ động. Đây là căn nhà, đây là căn nhà đất máu đây. Tỉa rồi. Cho tôi xem căn đồng đi. Vậy là đã có sự áp sát từ khu vực căn nhà Ki. Tôi đã thấy một game thủ đang chạy trái, đó là Garmin. Màn hình của Garmin đâu? Garmin đang chạy trái, rất thông minh. Tôi đang rất bất ngờ với quyết định của Garmin. Cú Libero rất gọi là một lần cửa sau, bắn từ phía sau. Cái kẹo như chúng ta biết rồi, rất nhiều cái đầu thò ra. Thế chót kia đẩy xuống rồi. Thế chúng ta đẩy xuống, không qua cũng bắt cực kỳ đẩy nửa đây. Hai người nằm xuống của team của D-Game rất bất ngờ. Và bây giờ thì 2-3, một người gục không kiểm soát của mình. Vậy sẽ là 2-4, có thể sẽ là 2-4. Thế chắc Nam Thần có làm nên mùa xuân không? Tấn sau hay nhưng chưa đủ, rất may của Thế Chất đấy, nằm xuống rồi. Gục 1-1, đứng vào đâu tới đây, còn một mình Nam Thần mà thôi. 1-4, 1-4, Nam Thần đã ở tầng khu tầng 2 nhà đó. Một pha nết đẩy lên đối giải của tôi rất hay. Vậy là Culi đã pha đẩy 4-3 và chiến thắng dành cho team của Sĩ Kẹo. Một trong team mà mặc dù gặp một chút cái khó khăn ở giai đoạn đầu, nhưng họ đã có pha xử lý tình huống tốt.